khi tham gia sự kiện của Mercedes-Benz thì cái mà tôi quan tâm hơn đấy là cách mà họ đưa cái đẹp này tới với khán giả, những người mà tới xem sự kiện của họ. Rất là hoành tráng, chuyên nghiệp, mọi thứ rất là hấp dẫn đối với tôi với những mẫu xe mà bên chương trình đã giới thiệu. Thì mình cực kỳ ấn tượng với màn trình diễn âm thanh và ánh sáng, rất là cool, rất là hiện đại. Và mình chắc chắn là với những bạn nào hâm mộ hãng xe ngôi sao ba cánh thì sẽ mãn nhãn với những cái mẫu xe được trưng bày trong triển lãm lần này.